桜桜会いたいよ、嫌だ君に今すぐ会いたいよ。大丈夫もう泣かないで、私は風、あなたを包んでるよ。Hello hello, Sarah đã quay trở lại cùng video swatch và review song mới rồi đây. Lâu lắm rồi thì Sarah mới mua lại sản phẩm của Etude House. Etude House từng là một brand Hàn Quốc vừa túi tiền mà Sarah mê mệt, nhưng mãi Sarah chưa thấy hãng có gì thuyết phục mình mua lại cho đến bộ sưu tập Blossom Picnic gần đây. Blossom Picnic là bộ sưu tập được lấy ý tưởng từ những bông hoa anh đào, trùng ý tưởng với limited edition Mac Boom Boom Bloom luôn. Bao bì dòng này thì khỏi chê, đẹp dã man cho nên Sarah mới trụy tim đứa về đó. Nổi bật nhất trong edition Blossom Picnic thì Sarah đã tia được 3 em son Magic Lip Locker. Vẫn là hình dáng như thỏi son Magic Lip Locker Original, nhưng mà ở phiên bản Blossom Picnic thì son sẽ có hộp giấy lai màu trùng với màu son bên trong. Thỏi son thì sẽ có nắp màu hồng nút, dần phai màu về đáy son sẽ chuyển sang nhựa trong để nhìn xuyên thấu màu son. Đặc biệt nhất trên bao bì này là các bông hoa anh đào rơi mà hãng in nổi sờ sừng rất là đã tay. Bao bì này có họa tiết in cán vàng sang xịn nữa. Mút son là dạng mút bông thô có độ nghiêng bo cong ôm môi. Về bao bì son thì Sarah xin cho hẳn 10 điểm. Trước đây thì Sarah có swatch và review cho chị em mình bản thường Magic Lip Locker với các màu son mà Etude House kết hợp cùng 5 cô nàng nhóm nhạc Red Velvet rồi. Sang Blossom Picnic thì hãng chỉ làm thêm 3 màu son mới thôi, cho nên là Sarah sẽ swatch hết cả 3 màu này nhé. Đầu tiên là OR205 Red for Picnic. Đây là tông đỏ cam neon sáng bừng bật thuộc về tông ấm. Khi son đang ướt thì nhìn là toàn đỏ, nhưng mà son set lại là ánh cam sẽ rõ ràng luôn. Màu son này thì phải da trắng mút và răng trắng sáng dùng mới đẹp. Magic Lip Locker nhà Etude House có chiếc son lỏng toe cho nên khá là dễ dính vào răng mỗi lần dùng. Chiếc son đậm đỏ chuẩn màu, tuy nhiên tổng thể thì lại không được đều màu lắm. Son set lì không quá nhanh, chị em mình có thể dễ dàng thao tác. Khi son đang set thì rất là dính môi, và nếu mà vô tình bậm môi trong khoảng này thì sẽ bị chốc mảng liền. Chiếc son có mùi HH rất nồng, cho nên chị em nhạy cảm mùi hương thì nên cực kỳ lưu ý. Ở phiên bản Blossom Picnic thì chắc là do màu son hay sao đó, mà sẽ thấy hiện tượng không đều màu rõ hơn, son khô và lượng cỡ hơn hẳn bản thường. BK005 Pink Blossom Rain là tông hồng neon pha với chút cam thuộc tông ấm. Màu son chói bừng bực cho nên dìm tông da dã man. Màu này thì cũng như màu đầu tiên, phải da siêu trắng và răng trắng mới dùng đẹp được nha. Với chiếc son Locker là một chiếc son kem lì đời mới thì son vẫn bám rất là chặt vào môi, vì vậy cho nên cũng làm lộ vân môi khá là rõ. Chiếc son Locker của Etude House cũng khô nhất trong những chiếc son Locker mà Sarah từng dùng nữa. Son không để lại dấu môi khi chạm, bám bền cả ngày dài. Độ bám thì sẽ phụ thuộc rất là nhiều vào cách sinh hoạt và lượng đồ ăn dầu mỡ mà chị em mình dùng. Son sẽ tan ra khi gặp đồ ăn dầu mỡ, khi trôi thì thường trôi ở vùng lòng môi. BK006 Blooming Pink là gam hồng tím lạnh tươi, màu này thì dễ dùng hơn hẳn hai màu còn lại. Tuy nhiên son vẫn không hợp cho các bạn có da ngăm, và lưu ý là son này chỉ hợp cho các làn da có undertone từ neutral đến lạnh thôi. Các bé son Magic Lip Locker phiên bản Blossom Picnic này thì Sarah mua tại Bbox với giá 169.000 một thỏi. Giá này thì bình dân, nhưng mà thú thật Sarah cực kỳ thất vọng với chất son lẫn màu son của phiên bản này. Duy nhất chỉ an ủi được khâu bao bì thôi. Ảnh swatch của hãng thì đều là các tông son nhẹ nhẹ có pha chút đất, chứ không bị tươi chóe neon như là ở trên thực tế. Chất son cũng quá kém, khô, không đều màu, xe môi và mùi rất là ghê. Etude dần mất điểm ở trong lòng Sarah quá rồi. Trên thang điểm 10 thì Sarah xin cho dòng này 3 điểm ở phần bao bì thôi, còn chất son và màu son không chấm được gì cả. Sarah hoàn toàn không nghĩ là chị em mình nên rước bộ son này đâu. Video ngày hôm nay thì đến đây cũng đã hết rồi. Sarah cảm ơn chị em mình đã xem hết video. Đừng quên nhấn nút like và subscribe channel của Beauty Nail Way nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo. Bye bye, bye bye.